Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Này là lời sau hết của David. Này lời của David con trai Isai, tức lời của người đã được nâng lên cao thay, đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời Gia-cốp và làm kẻ hát êm dịu của Israel. Thần của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta. Đức Chúa Trời của Israel đã phán, hòn đá lớn của Israel đã phán cùng ta rằng: người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời, thì sẽ giống như sự chóa lòa buổi sáng khi mặt trời mọc, khác nào một buổi sớm mai chẳng có mây. Các ánh sáng nó làm cho cây cỏ bởi đất nảy ra sau khi mưa. Nhà ta dầu chẳng phải như vậy trước mặt Đức Chúa Trời, song Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, vững bền trong mọi sự và chắc chắn, vì đó là cả sự cứu rỗi và cả sự ước ao ta, dẫu Ngài không làm cho điều đó nảy nở ra. Trái lại, hết thảy kẻ hung ác đều giống như gai chông mà người ta luyện ra xa, không thể lấy bằng tay được. Người ta phải dùng đồ bằng sắt hay là cán cây lao đặng nắm nó, rồi chính tại chỗ nó bị thiêu trong lửa. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David: Joseph Ba-sê-bết, người tách Kê-môn, làm đầu lính thị vệ của vua. Ấy là người quơ giáo mình cự lại 800 người và giết đi trong một lúc gặp. Sau người ấy có Eleasa, con trai của Dodo, cháu của Akohi, là một trong ba người mạnh bạo đã cùng David thách dân Philistine hiệp lại đặng chiến trận. Khi dân Israel rút đi thì Eleasa trỗi dậy đánh dân Philistine cho đến khi tay người tê dính cứng lại nơi gươm người. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Chúng chỉ theo sau Eleasa đặng cướp bóc kẻ thù nghịch đó thôi. Sau người ấy có Sama, con trai Age, người Hara. Dân Philistine đã hiệp lại thành đoàn lũ. Ở đó có một đồng gieo đầy đậu và dân sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dân Philistine. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, binh vực nó và đánh dân Philistine. Như vậy, Đức Giê-hô-va khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trong vòng 30 quan tướng, có 3 người đi xuống nhằm lúc đầu mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adulam, trong khi một cơ quân Philistine đóng trại tại trũng Rephaim. Bây giờ, David ở trong đồn, và ở tại Bethlehem có một đạo binh hờ của dân Philistine. David ao ước rằng: chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Bây giờ có 3 người quan tướng đầy lòng gan dạ xông ngang qua trại quân Philistine, múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem rồi đem về dâng cho David. Nhưng người từ chối không uống, bèn rải nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va mà rằng: Đức Giê-hô-va ơi, tôi hẳn không uống đâu. Nước này khác nào huyết của 3 người này liều mạng sống mình đặng đi đến nơi kia. Vậy người không chịu uống. Đó là sự của 3 người tướng mạnh bạo ấy đã làm. Abishai, em Joab, con trai của Seruya, làm tướng của 3 người dõng sĩ, dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng trong 3 người dõng sĩ ấy. Trong cả 3, Abishai có danh hơn hết và người làm đầu họ. Dầu vậy, người không bằng 3 người kia. Lại có Benaya ở Cáp-sê-ên, con trai của Jehoiada, là một người mạnh bạo, nổi tiếng vì các công lớn của mình. Người đã giết 2 người Moab mạnh bạo hơn hết. Trong một ngày tuyết kia, ấy cũng người này đi xuống một cái hầm chứa nước có con sư tử và giết nó đi. Lại, người cũng đánh giết một người Ai Cập
có bộ tướng đáng sợ hãi. Người Ai Cập cầm nơi tay một cây giáo, còn Benaya cầm một cây gậy xuống đón người. Người rứt cây giáo khỏi tay người Ai Cập rồi dùng một cây giáo ấy mà giết hắn đi. Đó là công việc Benaya, con trai Jehoiada đã làm. Người được nổi tiếng trong ba người tướng gan dạ kia. Trong bọn 30 người, Benaya có danh tiếng hơn, song không bằng ba người trước. David nhận người vào trong bàn mật nghị mình. Asahel, em Joab, là một người thuộc trong ba người dõng sĩ kia. Cũng có Elkanan, con trai của Dodo ở Bethlehem. Lại có Shama ở Harod, Elika ở Harod, Helet ở Phelet, Ira, con trai của Ike ở Teco, Abiese ở Anatot, Mebonai ở Husa, Sanmon ở Ahoa, Maharai ở Netopha, Helep, con trai của Baana ở Netopha, Itai, con trai của Ribai ở Gibea, thành của dân Benjamin, Benaya ở Phirathon, Hidai ở Nahalegaat, Abi Anbon ở Araba, Atmavet ở Bạc-cum, Eliaba ở Sabon, các con trai của Yashen, Jonathan, Shama ở Hara, Akiam con trai của Sara, người Ararit, Eliphelet, con trai của Akakbai, con trai của một người Makathit, Eliam, con trai của Ahitophe ở Gilo, Hezrai ở Cạc-mên, Pharai ở Arab, Yigan, con trai của Nathan ở Soba, Bani ở Gadi, Selet người Ammon, Naharai ở Beeroth là kẻ vác binh khí cho Joab, con trai của Seruya, Ira ở Yethe, Gareb ở Yethe, Uri người Hetit, cộng là 37 người. Chương 24. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va lại nổi phừng cùng dân Israel. Ngài dục lòng David nghịch cùng chúng mà rằng: hãy đi tu bộ dân Israel và Juda. Vua bèn nói với Joab là quan tổng binh ở gần người mà rằng: hãy đi khắp các chi phái Israel từ Đan cho đến Beersheba, tu bộ dân sự để cho ta biết số dân Israel là bao nhiêu. Joab đáp cùng vua rằng: nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm cho dân sự vua ngày nay được còn thêm gấp bằng trăm, và nguyện mắt vua chúa tôi thấy sự gia thêm ấy. Nhưng cớ sao vua chúa tôi vui lòng về một việc như vậy? Do vậy mặt lòng lời của vua mạnh hơn sự chống trả của Joab và các quan tướng. Vậy Joab và các quan tướng ở trước mặt vua đều đi ra đặng tu bộ dân Israel. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, chúng hạ trại tại Aroe về phía hữu thành ở giữa trũng gác, rồi hạ trại tại Gia-ê-xe. Từ đó họ đi vào trong xứ Gala-át về hướng xứ thấp của Húc-si. Kế đó họ đến Đan-gia-an và miền chung quanh Sidon. Họ cũng đi đến thành lũy xứ Tyre, vào các thành dân Hevit và dân Canaan, rồi họ giáp đến Beersheba tại miền nam Juda. Như vậy họ đi khắp xứ và trở về Jerusalem trong 9 tháng và 20 ngày. Joab bèn trao cho vua cái sổ trọn sự tu bộ dân sự. Trong Israel có 800.000 người lính chiến có tài cầm gươm được, và trong Juda 500.000 người. Sau khi tu bộ dân sự rồi, David bị lương tâm cắn rứt, bèn cầu Đức Giê-hô-va rằng: tôi làm như vậy thật là đã phạm tội rất nặng. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy cất tội lỗi kẻ tôi tớ ngài đã phạm, vì tôi có làm cách ngu dại quá. Sáng ngày mai khi David dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Gác là người tiên kiến của David rằng: hãy đi nói với David, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta có ba điều định cho ngươi, trong ba điều đó hãy chọn một, rồi ta sẽ lấy nó mà phạt ngươi. Gác đi đến cùng David thuật các lời đó cho người mà rằng: vua muốn chọn điều nào? Hoặc 7 năm đói kém trong nước vua, hoặc trong 3 tháng vua phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù nghịch đuổi theo vua, hoặc 3 ngày dịch hạch trong nước vua. Bây giờ hãy suy nghĩ và xem điều tôi phải thưa lại cùng đấng đã sai tôi.
David bèn đáp cùng Gác rằng: sự khốn khổ tôi lớn thay, thế thì nguyện tôi sa vào tay của Đức Giê-hô-va, vì những sự thương xót của Ngài là lớn lắm, nhưng chớ cho tôi sa vào tay của loài người ta. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dịch hạch phá hại trong dân Israel từ buổi sớm mai cho đến thì giờ Ngài đã nhất định. Trong dân sự từ Đan đến Be-e-sê-ba chết 70,000 người. Thiên sứ giơ tay ra trên Jerusalem đặng hại nó. Song Đức Giê-hô-va hối hận về tai họa ấy, bèn phán cùng thiên sứ hành hạ dân sự rằng: thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đạp lúa của Arauna người Jebusit. David thấy thiên sứ hành hạ dân sự, bèn thưa với Đức Giê-hô-va như vậy: ấy, chính tôi đã phạm tội, tôi là kẻ có tội, còn các con chiên kia có làm chi? Nguyện tay Chúa chỉ hành hại tôi và nhà của cha tôi. Ngày đó Gác đến tìm David và nói rằng: hãy đi lên lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của Arauna người Jebusit. Vậy David theo lời của Gác đi lên y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Arauna ngước mắt lên thấy vua và các tôi tớ người đi tới trước mặt mình, liền đi ra và sắp mình xuống đất trước mặt vua. Đoạn Arauna nói: cớ chi vua chúa tôi đến nhà kẻ tôi tớ vua? David đáp: ấy, đặng mua sân đạp lúa ngươi và xây tại đó một cái bàn thờ cho Đức Giê-hô-va để ngừng tai họa hành hại dân sự. Arauna tâu với David rằng: xin vua chúa tôi hãy dâng làm của lễ điều gì vua lấy làm tốt lành. Này, những bò dùng làm của lễ thiêu, cộ và ách bò dùng làm củi để đốt của tế lễ. Ôi vua, mọi điều đó Arauna xin dâng cho vua. Arauna tiếp: nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua tiếp nhận vua. Vua đáp cùng Arauna rằng: không, không được. Ta muốn mua hết của ngươi cứ theo giá bạc. Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Vậy David mua sân đạp lúa và bò giá 50 siếc lơ bạc. Người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và dâng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân. Thế thì Đức Giê-hô-va động lòng thương Israel và tai họa trong xứ bèn ngừng lại. Thi Thiên 108. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời, sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Xin hãy lấy tay hữu Chúa mà cứu rỗi và hãy đáp lời chúng tôi, hầu cho kẻ yêu dấu của Chúa được giải thoát. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng: ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việt ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa. Ta sáng dép ta trên Ê-đôm, ta cất tiếng reo mừng về đất Phi-li-tin. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự giúp đỡ của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ dày đạp các cừu địch chúng tôi. Chương 8. Miệng ngươi khá thổi kèn, nó như chim ưng đến nghịch cùng nhà Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã trái lời giao ước ta và đã phạm luật pháp ta. Chúng nó sẽ kêu đến ta rằng: hỡi Đức Chúa Trời tôi, chúng tôi là Israel, nhìn biết Ngài. Israel đã bỏ điều lành, kẻ nghịch sẽ đuổi theo nó. Chúng nó đã lập vua mà không bởi ta, lập quan trưởng mà ta không biết. Chúng nó lấy bạc vàng của mình làm thần tượng cho mình,
để chúng nó bị dứt đi. Hỡi Samari, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi. Cơn giận của ta đã phừng lên nghịch cùng chúng nó. Chúng nó chẳng được khỏi tội cho đến khi nào. Vì bò con đó thật là việc của Israel làm ra. Một người thợ đã chế ra, nó không phải là Đức Chúa Trời. Thật, bò con của Samari sẽ bị bể nát. Vì chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc. Chúng nó không có lúa đứng, cây lúa sẽ không sinh ra bột, mà dầu có sinh ra nữa thì dân ngoại sẽ nuốt lấy. Israel đã bị nuốt. Bây giờ chúng nó ở giữa các dân như khí mạnh chẳng ai ưa thích. Vì chúng nó đã lên Assyria như con lừa rừng đi một mình. Ephraim đã hối lộ cho những kẻ yêu nó. Dầu chúng nó hối lộ giữa các nước, nay ta sẽ nhóm họp chúng nó. Chúng nó bắt đầu giảm bớt đi vì cớ sự gánh nặng bởi vua của các quan trưởng. Vì Ephraim đã thêm nhiều bàn thờ đặng phạm tội, thì những bàn thờ nó đã khiến nó sa vào tội lỗi. Ta đã chép lệ luật ta cho nó một vạn điều, nhưng nó coi như chẳng can gì đến mình. Còn như của lễ dâng cho ta, thì chúng nó dâng thịt và ăn, nhưng Đức Giê-hô-va chẳng nhận chúng nó đâu. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác chúng nó và sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Chúng nó sẽ trở về trong Ai Cập. Israel đã quên đấng tạo mình và dựng những cung đền. Giu-đa đã thêm nhiều các thành bền vững. Nhưng ta sẽ sai lửa trên các thành nó, và lửa ấy sẽ thiêu cháy cung đền nó. Chương 9. Hỡi Israel, chớ vui mừng, chớ nức lòng mừng rỡ như các dân, vì ngươi đã phạm tội tà dâm và cách xa Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi đã ưa thích tiền công mình trên mọi sân đạp lúa, hoặc sân đạp lúa hoặc hầm ép rượu cũng sẽ chẳng nuôi chúng nó. Rượu mới sẽ thiếu thốn cho nó. Chúng nó sẽ không ở trong đất của Đức Giê-hô-va nữa, nhưng Ephraim sẽ trở về Ai Cập và sẽ ăn đồ ăn ô uế trong Assyria. Chúng nó sẽ không làm lễ quán bằng rượu cho Đức Giê-hô-va nữa, và các của lễ chúng nó cũng sẽ chẳng đẹp lòng Ngài. Song sẽ như bánh kẻ có tang, hễ ai ăn đến thì bị ô uế, vì bánh chúng nó sẽ đỡ đói cho chúng nó, chẳng được vào nhà Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ làm gì trong ngày lễ trọng thể, trong ngày lễ của Đức Giê-hô-va? Thật, này, chúng nó đã đi trốn khỏi tai họa. Ai Cập sẽ liệm chúng nó, Memphis sẽ chôn chúng nó. Những đồ bằng bạc rất quý của chúng nó sẽ trở nên mồi của chà chuông, gai gốc sẽ loáng nơi nhà tạm chúng nó. Những ngày thâm phạt đã đến rồi, những ngày báo trả đã tới rồi. Israel sẽ biết kẻ tiên tri là dạ dột, người được cảm động bởi thần linh là điên cuồng, vì sự gian ác dư dật của ngươi và sự hờn ghét lớn lắm. Ephraim là kẻ rình nghịch cùng Đức Chúa Trời ta, còn kẻ tiên tri là lưới bắt chim trên mọi đường lối mình. Nó là sự ghen ghét trong nhà Đức Chúa Trời mình. Chúng nó bại hoại rất sâu như đang những ngày Gibea. Đức Chúa Trời sẽ nhớ lại sự gian ác chúng nó, sẽ thâm phạt tội lỗi chúng nó. Ta đã gặp Israel như gặp trái nho trong đồng vắng. Ta đã thấy tổ phụ các ngươi như trái chín đầu trên cây vả tơ. Nhưng chúng nó đã vào nơi ba anh Phê-ô, dâng mình cho vật xấu hổ và cũng trở nên gớm ghiếc như vật chúng nó đã yêu. Sự vinh hiển của Ephraim sẽ bay đi như chim, sẽ không đẻ, không thai, không nghén nữa. Ví dầu chúng nó được nuôi con cái ta, ta cũng cất lấy đi, đến nỗi không một người nam nào còn lại. Thật, khi ta lìa bỏ chúng nó, thì khốn nạn thay cho chúng nó. Ephraim được trồng trong nơi xinh tốt, như ta đã xem thấy Tyre. Dầu vậy, Ephraim sẽ dắt các con cái nó đến kẻ giết lát. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy ban cho chúng nó. Ngài sẽ cho chúng nó cái gì? Hãy cho chúng nó cái dạ sút sảo và vú khô khan. Cả sự hung ác chúng nó đều ở Ginh-ganh. Ấy, tại đó mà ta ghét chúng nó, vì cớ những việc ác chúng nó.
ta sẽ đuổi chúng nó khỏi nhà ta. Ta sẽ chẳng thương yêu chúng nó nữa. Hết thảy quan trưởng chúng nó là kẻ loạn nghịch. Ê-phra-im bị đánh, rễ nó đã khô. Chúng nó sẽ không ra trái nữa. Dầu đẻ ra, ta cũng sẽ giết trái thương yêu của bụng chúng nó. Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó, vì chúng nó không nghe Ngài, và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước. Chương 10. Israel là một cây nho tươi tốt, sinh ra trái nó. Trái nó càng sai chiếu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy. Đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. Lòng chúng nó phân hai, bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó, sẽ phá trụ tượng chúng nó. Chắc bây giờ chúng nó sẽ nói rằng, chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, và vua có thể làm gì cho chúng ta? Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước, cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhảy như cỏ độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng. Dân cư Samari sẽ kinh hãi vì những bò con của Bết Aven. Dân sự sẽ vì nó than khóc. Các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. Nó cũng sẽ bị dời qua Assyri làm lễ vật dâng cho vua Ya-rep. Bây giờ Ê-phra-im sẽ mang xấu hổ, Israel sẽ hổ thẹn về mưu kế mình. Về phần Samari, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước. Các nơi cao của Aven, tức là tội lỗi của Israel, sẽ bị phá hủy. Gai gốc và chà chuông sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó. Bây giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng, hãy bao bọc lấy chúng ta, và nói với các đồi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta. Hỡi Israel, từ ngày Gibea, ngươi đã phạm tội rồi. Chúng nó đều đứng đó. Sự tranh chiến nghịch cùng con cái sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Gibea. Ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn, và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình. Ê-phra-im như bò cái tơ khéo dại, ưa thích đạp lúa. Nhưng ta đã qua trên cổ béo tốt nó. Ta sẽ đặt người cởi trên Ê-phra-im, Giu-đa sẽ cài, và Gia-cốp sẽ đập vỡ cục đất. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy vỡ đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối, vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàn người mạnh bạo của ngươi. Vậy nên, sự rối loạn sẽ sinh ra trong dân ngươi. Người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như sang mang đã hủy phá bết ạc bên, trong ngày có trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái. Bê tên cũng sẽ làm cho các ngươi như vậy, vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi. Vua Israel sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày,
Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.